Xin chào mọi người nhá, mình là Tâm, mình ở Ngọc Hồi, Kon Tum. Và hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn cắt cái quần học sinh lớp 1. Học sinh lớp 1 thì nó có số đo như sau. Dài quần 60, lưng quần 47, mông 54, đùi 33. Đấy. Vậy thì nó có số đo như thế này thì mình may cái ống của nó, thì khi may ống em sẽ dạy cho các chị cách cắt ống của nó nhá. Và trước khi cắt thì em muốn nói với các chị đôi điều đó là khi em cắt ở đây này, em lấy một thông số mà khi ở tiệm may của em thường nhận của khách. Và đây là một số học sinh lớp 1 là nó hơi gầy, nghĩa là nó không được mập lắm đấy. Và khi học sinh thì nó sẽ thay đổi các chị nhá. Học sinh thì nó có số to số nhỏ như người lớn ấy, có đứa bé mập, có đứa gầy. Nhưng mà khi em cắt thì em sẽ dạy cho các chị cách tính của một cái quần theo thông số của em dạy. Và các chị sẽ phải tự suy nghĩ khi mà các chị cắt sang cái số mập hơn. Đấy, vậy khi các chị cắt được một cái quần theo thông số này của em rồi, thì sau khi em dạy cho các chị cắt một cái quần thông số mập, ốm trước. Sau đó em sẽ ốm có nghĩa là gầy đấy ạ. Và khi em dạy xong một cái ốm thì em sẽ dạy sang một thông số mập hơn, để cho các chị biết cách phân biệt để hạ nhé. Và đầu tiên các chị cắt cho em cái dài quần 60 thì các chị trừ đi bỏ đi 3. Nhớ là chiều dài trừ đi 3 phân trên lưng nhá. Và các chị cắt 50 này, 60 cho nó đủ 10 phân nữa là đủ nhá. Đấy, 10 phân. Sau khi 10 phân rồi thì các chị cộng với cái lai quần, cộng với cái lai quần. Bây giờ em sẽ cắt lùi vào để cho các chị. Đấy. Em cắt cái mảnh giấy ra cho nó ngắn lại cho các chị dễ nhìn nhá. Và sau khi cắt thì em dạy các chị hạ như sau. Cái đường mông này các chị nhìn đúng không ạ? Mông này của nó học lớp 1 thì nó còn đang nhỏ lắm các chị. Mông có 54. Vậy mông 54 mà lưng 47 thì các chị hạ mông 1/4. Hạ mông này, hạ mông nhá. Hạ mông 1/4 cộng với 3 hoặc cộng với 4. Đấy, thì nó mới mặc được. Các chị hiểu không ạ? Các chị hiểu vì sao khi trẻ con mà các chị lại phải hạ như thế? Bởi vì nếu cái lưng người lớn của các chị, phần mông của các chị to 80, 85, 90, 100, ví dụ thế, thì khi các chị chia 1/4 mông nó được rất là nhiều, các chị thấy không ạ? Nó được những 20, 21, 25, 27 đó. Nhưng mà ngược lại, cái trẻ con này, chiều dài quần của nó 60, tức là nó cũng không ngắn hơn cái quần của mình là mấy, các chị thấy không ạ? Ví dụ các chị may cái quần của các chị là dài khoảng 80, nó chỉ dài hơn của chúng nó có 20 phân đó, ví dụ thế. Hoặc các chị may dài 90 thì cái quần của nó cũng dài được đến 60 đó, nó dài so với cái số đo là bao nhiêu là cũng nhiều. Vì thế cho nên là nếu các chị may quần trẻ con thì các chị cũng phải hạ mông cộng vào, chứ đừng giữ nguyên cái số đo mà các chị cộng. Và sau khi các chị có cái số đo mông là 54 thì 1/4 mông cộng với 3 này, 1/4 mông của 54 tức là 13,5. Đấy, 13,5 là 1/4 mông. Vậy cộng với này 3 thì nó sẽ ra 16,5. Các chị nhớ không ạ? Và nếu mà các chị cộng với 4 thì nó sẽ ra 17,5. Và các chị cộng với 3 cho em thì nó sẽ ra là 16,5 nhá. 16,5 này. Đấy, nó ra 16,5 nhá. Còn chị nào mà muốn cho nó mặc rộng thoải mái hơn thì các chị lại hạ cho nó là 17,5 để cho nó dài xuống. Còn trung bình cái học bọn lớp 1 này thì lên cộng cho nó là 13 cộng 3. Và các chị tính cái đường vàng này, tính cái đường vàng này thì 13,5 tức là cái 1/4 mông, các chị cộng cho nó thêm 3 phân. Và các chị chia đôi cái phần này ra, chia đôi ra đó. Và các chị đánh thẳng một đường, chia đôi ra và đánh thẳng. Đấy, sau khi các chị chia đôi ra rồi thì các chị tính thử cái vòng đùi cho em là đùi của nó là 33, tức là 1/2 là 16 rưỡi. 16 rưỡi thì các chị đếm thử này, 16 rưỡi là thành phẩm của cái này 17 phân, tức là khi mình ra cái thân sau này cho nó 5 phân. Đấy, thì khi chia đôi cho nó thì cái phần thân sau sẽ trả lại đây thêm 2 phân rưỡi, thì nó sẽ có độ cử động. Và đây là một cái quần mặc tương đối vừa vặn
không rộng cũng không chật đấy. Còn trường hợp mà các chị muốn cho nó mặc rộng hơn thì các chị sẽ cộng thành 4 đấy. Còn nếu mà khi những đứa nào mà nó mập thì em sẽ tính cho các chị sau, các chị nhớ không ạ? Còn các chị nhớ là khi mà muốn may mặc rộng thì dĩ nhiên là các chị không phải cộng 3 cộng 4 mà các chị phải cộng thành 5. Nhưng mà phần đa là chỉ có cộng 3 cộng 4 thôi là nó mặc vừa rồi nha các chị. Đừng có cộng 5 ra thì nó hơi rộng quá. Như cái khách của em thì nó sẽ không mặc cộng với 5 đâu, nó chỉ mặc cộng 4 cộng 3 đổ lại thôi nhá. Và khi các chị có cái đường hạ đáy rồi này, ngang mông này, ngang mông là các chị tính ra tới đây rồi này đúng không? Thì các chị hạ cái đường gối cho em. Vậy cái quần này nó dài là 60 phân, các chị thấy không ạ? Nó dài 60 phân thì các chị hạ cái gối này cho em. Thì các chị cũng phải đo từ trên cái lưng của nó xuống tới cái gối của nó bao nhiêu thì các chị hạ bấy nhiêu. Nhưng mà nếu nỡ các chị quên thì các chị có thể hạ nó khoảng 30 hoặc 33 phân. Đó, các chị kẻ ngang một đường. Sau đó là các chị tính cái gấu. Đấy, bây giờ em mới tính gấu cho các chị nhá. Một cái quần mà bọn trẻ con này nó may này thì là khi lớp 1 nó chỉ là cái gấu quần nhá. Gấu nai này, cái gấu quần này thì nó chỉ khoảng 13 cho tới 15 phân. Đấy, các chị nhớ không? Quần lớp 1 nó rất là nhỏ, vì thế các chị chỉ may từ 13 cho tới 15 phân là ok nhất. Đừng có may ống to quá, ống to thì nó không có đẹp, bởi vì cái đùi của nó cũng nhỏ mà các chị lại may ống to thì nó thẳng đứng xuống nó xòe to, nó không thích. Các chị phải may phọc đẹp cho nó thì các chị may ống từ 13 cho tới 15 phân. Vậy thì em cắt cái quần này là ống 14 phân. 14 phân tại các chị nhé, 14 phân mà trừ đi 1 phân rưỡi như cái quần người lớn thì nó sẽ còn 13 rưỡi 13 đó, 12 rưỡi, còn 12 rưỡi. 12 rưỡi thì các chị sẽ tính đủ cái gấu 12 rưỡi cho em nhé. Đấy, sau khi cái quần được 12 rưỡi này rồi thì các chị sẽ đánh thẳng nó lên trên, đánh thẳng nó lên trên cái đường mà các chị đây, đây là quần ống đứng nha các chị, quần ống đứng quần học sinh lớp 1 đấy. Sau khi các chị đánh thẳng lên và các chị tính cái đường lưng quần, lưng quần này các chị vào cho em 2 phân rưỡi, vào 2 phân rưỡi này. Nãy các chị cộng 1 phần tư mông cộng 3, nhưng mà tính cái baguette của nó các chị vào cho em 2 phân rưỡi. Sau đó là các chị đo từ đây lên đến đây là được 14 phân này. Các chị đếm lên đây 14 phân và đánh cong vào cho em 1 phân. Và các chị đánh thẳng nó lên. Đấy, đánh thẳng nó lên. Và các chị đánh luôn cái đường này cho nó thành, chúi cái đường này xuống 1,5 phân, chú cái đường đầu này xuống 1,5 phân nhá. Và các chị đánh cong vòng đấy. Đấy, các chị thấy không ạ? Và khi nó đã như thế này rồi thì mình sẽ tính đến cái lưng quần. Cái lưng quần 47 phân, tức là 1 phần 4 của nó. Đấy, 1 phần 4 của lưng, 1 phần 4 này của 47. Vậy 47, vậy chia 1 phần 4, tức là 40 thì được 10 rồi. Vậy 7 phân còn lại các chị chia cho 4 thì các chị tính thành 48. 48 chia cho nó dễ, 48 mà chia cho 4 thì được 2, tức là cái này có 12 phân. Đấy, các chị thấy không ạ? Và 12 phân này các chị cộng cho nó 1 phân cử động và đánh cong cái đường sườn này vào. Đó, đánh cong cái đường 10, 1 phần 4 cộng 1. Đấy, từ đây sang đến đây cộng 1. Và các chị cắt cái đường đây nhá. Con lấy đi, con lấy cái chổi con hết. Và em lưu ý với các chị một điều. Đấy, em lưu ý với các chị một điều. Đây là cái thân trước, quần của nó mặc gọn nhá. Cái số 1. Quần này là lớp 1. Lớp 1. Mặc gọn. Mặc gọn. Mặc gọn có nghĩa là gì? Là cái xóm của em nếu em may lên yêu cầu của nó là mặc gọn. Nếu cái đùi 33 này, đúng không? Bây giờ các chị ra cái thân sau này.
Đây, các chị ra thêm kho nhá. Đùi. Đây. Đùi 33 này. Đấy, các chị ra thêm sau thì các chị nhìn giùm em nhé. Đây. Đây nè, đây là cách quan trọng nhìn nhá. Khi mà các chị 1/4 mông cộng với 3. Đây cái hạ đáy này này, 1/4 mông cộng 3. Mà nếu các chị nhớ lời em dặn là khi mà muốn cho cái đáy nó cao nên cái rốn thì các chị lại phải cộng với 4 cho nó để nó cao lên nhé các chị nhé. Nếu mà các chị muốn nâng cao thì các chị phải cộng với 4. Vậy 1/4 mông cộng 3 với cộng 4 này em đã dạy cho các chị rồi đây này. Nhớ nhá. Hạ mông là 1/4 mông cộng 3 cộng 4 đây này. Đấy nhá. Vậy sau đó là các chị tính cái đường đùi này. Đi ra chỗ khác con để cho mẹ nè. Không có họ không nghe gì cả. Đây. Đây nhá. Cái đùi này, đùi 33, các chị thấy không, 1/2 của nó, 1/2 của đùi, tức là 16 rưỡi. Thì cái phần này nó đủ 16 rưỡi rồi này. Đây, các chị thấy không ạ? Sau khi em cắt xong cái này thì đùi của nó, cái đùi thân trước này đã đủ 16 rưỡi. Vậy thì tức là thành phẩm của cái chân là vừa rồi. Bây giờ các chị ra cái đường thân sau này cho nó 5 phân. Trẻ con các chị ra 5 phân thôi. Và cái gối này các chị đánh ngang sang thì các chị ra cho em là 4 phân. Đấy, 5 phân này, 4 phân này, 4 phân hoặc 3 phân rưỡi thôi. Em ra, thường thường em hay ra cái này là 3 phân rưỡi, các chị ra cái này 5 phân, cái này 3 phân rưỡi. Và xuống gấu thì các chị ra 3 phân. Xuống gấu ra 3 phân là bởi vì sao? Các chị lấy thành phẩm cái ống này là 14 phân mà lúc nãy các chị trừ đi cho 1 phân rưỡi. Và cái ống này của các chị đấy mới có 12 phân rưỡi. Thì giờ các chị ra 3 phân. Khi các chị gấp lại để may với cái đường này, nó sẽ giảm lại cho cái thân trước 1 phân rưỡi là đủ cả một ống nhá. Đó. Và khi các chị trả vào đây này, đó, thì cái thành phẩm của cái gối này nó sẽ là 16 phân rưỡi. Tức là gối của nó là 33 phân ngang bằng cái đùi, là rất là thoải mái. Và cái thân sau này khi mà các chị ra được 5 phân mà nó chia làm đôi ra để nó gấp trả lại thì nó xem được 2 phân rưỡi. Nó thêm được 2 phân rưỡi cử động rồi các nhá các chị. Vậy thì cái đùi này nó sẽ rộng hơn. Đây, thành phẩm của cái đùi này là 18 phân rưỡi, rộng hơn so với cái đùi chuẩn đo ở cái chân này thì nó sẽ mặc vừa nhá các chị. Nó sẽ mặc vừa và được 2 phân rưỡi cử động. Thế là ok một cái quần nước 1, các chị nhớ không ạ? Và các chị nhớ rằng nếu mà các chị muốn cho cái ống nó to hơn, rộng hơn cái đùi một tí thì các chị không cộng 3. Đây, đây là cái đùi em đang cộng 3 này. Chỗ này em đang cộng 3 thì các chị có thể cộng thành 4. Thì khi các chị cộng 4 thì nó không phải là cử động thêm 2 phân rưỡi mà nó sẽ thành cử động 3 phân rưỡi. Nó lại rộng hơn nha các chị nhá. Đấy, và một cái quần nước 1 thì chỉ nên cộng 3 hoặc cộng 4 thôi thì nó đẹp lắm. Còn nếu mà các chị cộng với 5 thì nó rất là rộng, nó cũng đẹp nhá. Và tương tự như thế thì cái nâng quần này các chị đặt nó thẳng lên này. Đó, và các chị lấy dấu theo cái đường này thì các chị cắt. Và đây là cái đường trên lưng cũng các chị cũng phải dông lên cho em. Đây nhá các chị nhìn này. Đây là đường chuẩn cũ. Đây, đây các chị nhìn này, đường chuẩn cũ của cái đấy, cái đường này khi mà các chị đánh xuống 1 phân rưỡi để cắt cái đường thân trước này, đúng không ạ? Thì cái thân sau các chị lại lên cho em từ đây lên đây 1 phân rưỡi nữa và các chị đánh xéo sang. Đấy, đánh xéo sang 1 phân rưỡi này nhá. Chỗ này 1,5 phân, chỗ này 1,5 phân. Sau đó là các chị lấy dấu cái đường, lấy dấu cái đường thân này, thấy không ạ? Đó, lấy dấu cái đường, đúng cái đường các chị cộng 3 này này, đúng không? Và các chị mở nó ra, mở nó ra kẻ một đường để tính mông nhá. Khi các chị tính mông này thì các chị đặt cái đường sườn này này, các chị thấy không ạ? Khi em đặt cái đường sườn này thì em sẽ không có đường thân trước này, nó đang là đánh cong vào đây, đúng không? Các chị nhìn thấy không? Đường thân trước này là đánh cong vào, nhưng đường thân sau em sẽ không đánh cong vào mà em sẽ đánh thẳng lên, thẳng lên so với cái đường vị đang đánh cong này vào. Em đánh thẳng từ cái mông này, đánh thẳng lên trên này và em nực nó ra. Đấy, sau khi nực nó ra nhá, em sẽ tính cái phần lưng bắt đầu từ đầu này chạy sang đây. Các chị hiểu cách tính không ạ? Em sẽ không tính từ đầu này ngược lại như con người lớn mà em lại tính từ đầu này chạy sang đây. Và em sẽ tính như sau. Vậy chừa cho nó, đây, nó sẽ chạy lên đây. À không, cái này là không chừa vân may, cái này là đi thẳng. Vậy thì các chị tính cho em là cái nưng của nó là nưng 47, các chị thấy không ạ? Và lúc nãy các chị tính là 10, tính thành 48 và chừa cho nó 10 là thành 12. 1/4 của nưng, 1/4 là bằng 12 đi.
bởi vì em sẽ lấy cho nó tròn 48 và các chị lấy thêm một tí thì tí nữa các chị cũng chạy cái đường đằng sau này để chừa cái phần lới ra thì nó cũng không rộng là bao nhiêu cả, khi mà một phân chia thành 4 nhá. Vậy này các chị chia này, 12 phân thì các chị lấy đủ cho em 12 phân, thấy không ạ? Và các chị cộng thêm cho em một phân cử động, sau đó các chị cũng cộng cho em với một phân hoặc một phân rưỡi đường ni, các chị nhớ không ạ? Một phân hoặc một phân rưỡi cái ni thần thân sau này, thì nếu các chị cộng với ni bao nhiêu thì nhớ tí may ni bấy nhiêu để cho nó khỏi rộng cái quần. Và khi các chị cộng được rồi thì 12 phân này, đó, cộng với một phân là 13 phân này, cộng thêm với một phân rưỡi của cái ni này ra 14 phân này. Và các chị kéo đây, các chị nhìn không ạ? Mình kéo cái đường này, khi mà mình đánh dấu 1 phần tư mông cộng 3 của thân trước này này, đó, đánh dấu vào. Và các chị nuôi vào cho em một phân, sau đó các chị kẻ với cái đường mà các chị lấy dấu trên lưng này, kẻ nó sang. Sau đó là các chị quay cái đường đáy này. Đó, thì đây nhá, khi các chị quay đường đáy này thì các chị cho xuống đây cho em nửa phân. Khi quần người lớn, các chị thấy không ạ, quần người lớn các chị đánh xuống đây cho em một phân, nhưng quần trẻ con các chị nó độ nó ngắn, các chị chỉ cần cho xuống đây cho em nửa phân và đánh nó lên. Đó, nửa phân thôi nha các chị, nửa phân thôi và đánh nó lên đây. Sau đó là các chị lại phải chừa cho nó 3 phân hoặc 3 phân rưỡi. Từ đây ra đây 3 phân rưỡi hoặc 3 phân để các chị nới nhá. Đấy, nới nỡ mà nó có mập mà hay nó ốm các chỗ nới. Và các chị đánh cong nó lên. Đó. Đây là cái quần của lớp 1 nha các chị nha. Cái quần của lớp 1 mà nó siêu gầy. Đấy. Vậy khi các chị đặt nó ra như thế này, các chị đã thấy không? Và em cắt cho các chị nhìn này. Đó, như thế này thì khi các chị cắt cái rập lưng và các chị may vào thì nó sẽ chuẩn nha các chị. Và em muốn lưu ý các chị một tí nhá. Lưu ý cái này là khi các chị lấy dấu cái đây, khi các chị lấy dấu 1/2 của cái chỗ này. Đấy. 1/2 của cái đường này, 14 15 này. Đây. Đó, các chị lấy dấu 1/2 và cho cái ni vào đây. Cái ni này thì các chị cho khoảng là 6 phân. Đấy, cái ni trẻ con này các chị cho khoảng 6 phân. Và đánh cái ni vào chỗ này. Đấy, các chị thấy không ạ? Và nó như sau. Khi các chị bẻ cái ni này vào. Đấy, nó sẽ bị vát thêm một tí này. Các chị gọt bớt nó đi cho em nửa phân để làm gì? Đấy, để khi các chị mà may cái lưng này vào này, nó sẽ không bị nhọn cái lưng này. Nó nên, thay vì nó nên 1 phân rưỡi thì các chị nên cho nó 1 phân thôi. Đây là cái lưng, vì sao mà này phải gọt? Vì là cái đứa trẻ này nó ốm các chị hiểu không? Nó ốm thì cái lưng của nó nhỏ lắm. Cho nên không nhất thiết là các chị phải nên tới 1 phân rưỡi mà các chị nên 1 phân cũng được. Và ăn thôi là các chị gọt ngang cái chỗ này để cho nó khỏi bị vết nhọn lên trên này này. Đấy. Đây nhá. Mình cho nó ngang ra. Vậy còn khi mà đứa nào nó mập ấy thì cái lưng của nó sẽ phóng ra tít tới ngoài đây. Và khi nó ra tới ngoài nhiều rồi thì nó sẽ không bị nhọn như thế nha các chị nhá. Và đấy, đây là cái quần mà của cái đứa trẻ mà nó mặc ôm nha các chị. Ý là nó mặc không phải là ôm chắc như quần nữ, nhưng mà nó không được cử động nhiều lắm. Nó cử động có 2 phân rưỡi thôi. Nó rộng rộng ngang với cái quần người lớn mà mình hay may rộng một tí đấy. Đấy, nó ok. Và các chị nhớ nhá. Khi các chị muốn cho nó mặc thoải mái đấy, cái đứa nào mà nó yêu cầu mặc thoải mái thì các chị cộng 1/4 mông ở chỗ này, thay vì cộng 3 các chị sẽ cộng thành 4. Đấy. Và nếu mà muốn rộng bao la thì các chị lại cộng thành 5 thì chắc chắn là nó sẽ rộng ra. Đấy, các chị nhớ nhá. Đấy, đây là cái cách thứ nhất. Và cách thứ hai em sẽ dạy cho các chị một cái không số. Ở cái quần và cách thứ hai thì em sẽ dạy cho các chị tiếp theo thì em sẽ dạy cho các chị cắt một cái quần cũng ước 1 nhưng mà không số to hơn để các chị hình dung nhá.